Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Võ đài chính trị Việt Nam, ai sẽ nhận cúp? Ngày 27 tháng 3, AFA Tiếng Việt đăng tải bài bình luận Võ sĩ nào sẽ nhận đai chủ tịch nước của blogger viết từ Sài Gòn. Theo tác giả, việc chọn người vào vị trí chủ tịch nước đang gặp khó khăn. Tình hình càng lúc càng gay cấn bởi bài toán phản đòn dành cho Tổng Trọng đã lộ diện. Bài toán phản đòn ấy là chẳng có đảng viên nào đủ điều kiện chiếu theo tính liêm khiết của đảng viên, theo tiêu chuẩn của ông Trọng cũng như theo điều lệ đảng. Tác giả cho rằng trong suốt tiến trình mở cửa nhưng lựa chọn theo định hướng xã hội chủ nghĩa, đảng đã trao cho các đảng viên của mình cái quyền ghê gớm nhất, quyền nhận hối lộ. Tác giả nhận xét, đảng viên lãnh đạo chỉ đường cho doanh nghiệp xâu xé tài sản quốc dân, gồm đất đai, khoáng sản. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm khai thác, phân chia và tìm thị trường. Xã hội đen chịu trách nhiệm trấn áp, răn đe, hành hung những người dân thấp cổ bé họng để tạo ra không gian hoạt động tốt nhất cho nhóm lợi ích. Hình ảnh bài bình luận trên AFA. Tác giả đánh giá cái liên minh ma quỷ có chất tam hoàn này nhanh chóng tạo ra thế lực ngầm và tội ác. Cũng chính cái liên minh này tạo ra diện mạo đầy thực dụng và máu lạnh trong mọi lĩnh vực. Đồng tiền nhảy lên vũ đài chính trị, đồng tiền che mờ lương tri, đồng tiền phủ kín công lý. Mọi thứ trở nên náo loạn, nháo nhào và bất trị, không thể vãn hồi. Và một khi cái liên minh này cạnh tranh phe nhóm thì sân khấu chính trị nhanh chóng biến thành võ đài. Ở đó các phe phái, các nhóm lợi ích không ngần ngại thách đấu nhau đến đổ máu, hạ knock out nhau và thậm chí đoạt mạng nhau bằng những đòn chí tử. Tác giả thử bình chọn các võ sĩ trong vòng chung kết, xem ai có thể đoạt cúp vô địch chủ tịch nước sắp tới. Tác giả cho hay, võ sĩ Vương Đình Huệ là một võ sĩ nặng ký, có lối đánh nhịp nhàng, điềm đạm, nội lực tốt, bề dày thượng đài tương đối tốt. Thế nhưng, bị lộ điểm hở, điểm yếu, đó là vụ lùm xùm về hai đứa con của ca sĩ Hương Tràm. Thực hư thế nào thì chưa rõ, nhưng chắc chắn Ban Bí thư và Bộ Công an sẽ để ý, thậm chí vào cuộc tìm hiểu. Khó đấy, cúp chủ tịch nước có vẻ còn lâu mới chạm tay võ sĩ Huệ. Tác giả nhận định, võ sĩ Tô Lâm là võ sĩ nặng ký nhất hiện nay, sau khi hạ knock out hàng loạt các võ sĩ khác một cách ngoạn mục và đẹp mắt. Cú há mồm đớp miếng bò giác vàng trị giá ngàn đô la, chẳng khác nào một cú đá hạ bộ và bị trọng tài rút thẻ vàng, trừ toàn bộ điểm thi đấu, thậm chí cấm đấu trận sau. Vẫn theo tác giả, sau khi ông Thưởng bị knock out, sân khấu tranh đai vô địch dành cho Lâm và Huệ. Hình ảnh võ sĩ Tô Lâm và võ sĩ Vương Đình Huệ. Lâm bị lỗi thẻ vàng miếng bò giác vàng, Huệ bị lỗi kỹ thuật dính tới tai tiếng doping gái. Và khi vụ này bị đưa ra ánh sáng thì coi như ngửa bụng, knock out. Bây giờ nếu không chọn Lâm, thì hoặc là Nguyễn Phú Trọng lại nhận đai vô địch chủ tịch nước một lần nữa, hoặc là đưa một võ sĩ Hạng Long lên nhận đai cúp vô địch chủ tịch nước. Tác giả bình luận, vụ này nghe có vẻ khó vì đưa võ sĩ Hạng Long lên nhận đai thì cả võ sĩ Lâm và Huệ cùng đồng môn, môn đệ sẽ coi cái sàn đấu kia chả ra gì, sẽ tìm cách lật bỏ võ đài vì nó bắt đầu nhảm nhí. Có thể nói lần này cơ hội nắm cúp vô địch, nhận đai vô địch của võ sĩ Tô Lâm quá cao. Người ta hoặc là sẽ chấp nhận bỏ qua cái thẻ vàng của võ sĩ này để trao đai. Và đương nhiên, việc chấp nhận tiền lệ này sẽ thay đổi rất nhiều trong tương lai về các quy chế thi đấu của sàn đấu chống tham nhũng và sàn đấu chính trị Việt Nam. Tác giả kết luận chưa bao giờ luật lệ cũng giống như quy chế thi đấu võ đài trong sàn đài chính trị Việt Nam lại rơi vào thế cù cưng như lúc này. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm D với bản tin Võ đài chính trị Việt Nam, ai sẽ nhận cúp? Điều gì đang xảy ra trên chính trường Việt Nam? Ngày 25 tháng 3, AFA Tiếng Việt đăng bài bình luận của giáo sư Zachary Abuja, giảng viên Đại học Chiến tranh Quốc gia Hoa Kỳ ở Washington và trợ giảng tại Đại học Georgetown. Bài viết có tựa đề Chính xác, điều gì đã xảy ra đối với Chủ tịch nước Việt Nam Võ Văn Thưởng? Tác giả nhận xét không có dấu hiệu nào cho thấy ông Thưởng là người bị trừng phạt cuối cùng trong chiến dịch chống tham nhũng đã hạ bệ một loạt quan chức cấp cao, làm suy giảm lợi thế về ổn định chính trị của Việt Nam và khiến thị trường chao đảo. Theo tác giả, một số học giả mô tả rằng ông Thưởng là nhà tư tưởng của đảng. Tuy nhiên, ông không phải là nhà tư tưởng, đồng thời cũng không phải là một quan chức cộng sản chỉ biết tuân lệnh. Ông Thưởng rõ ràng đang được chuẩn bị cho nhiệm vụ lớn hơn,
Ông có khả năng trở thành người kế nhiệm ông Trọng tại Đại hội Đảng 14 và cả Đại hội 15. Tóm lại, sự sụp đổ của ông khá ngoạn mục. Hình ảnh bài bình luận trên AFA. Tác giả đặt câu hỏi, vậy ai muốn ông Thưởng ra đi và tại sao? Tất cả các con mắt nhanh chóng đổ dồn vào Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Tác giả bình luận, không phải ai cũng vui khi Bộ Chính trị bầu ông Thưởng làm Chủ tịch nước vào tháng 2 năm 2023. Ít vui nhất có lẽ là ông Tô Lâm, người có thể coi nhiệm kỳ Chủ tịch nước là con đường để tẩy trắng những vụ bê bối của mình, trong đó có việc ăn thịt bò giác vàng. Tác giả nhắc lại việc 4 tiếp viên hàng không Vietnam Airlines đã bị bắt tại sân bay Tân Sơn Nhất vì vận chuyển 11 kg ma túy vào tháng 4 năm 2023. Một trong số 4 tiếp viên này được đồn là cháu gái của ông Thưởng. Ở một đất nước mà tội phạm ma túy sẽ nhanh chóng bị tuyên án tử hình, nhưng cả 4 tiếp viên hàng không này đã được thả tự do với sự trừng phạt nhẹ nhàng. Thông điệp với ông Thưởng đã không thể rõ ràng hơn. Đối với ông Tô Lâm, tác giả nhận xét, chức chủ tịch nước sẽ giúp cho sự nghiệp chính trị của ông, đặc biệt nếu ông có thể đảm bảo đệ tử của ông, Thứ trưởng Công an Lương Tam Quang, kế nhiệm ông tại Bộ Công an. Ông Lâm muốn tiếp tục có ảnh hưởng tại bộ đầy quyền lực này để kiểm soát các đối thủ và bảo vệ đế chế doanh nghiệp đang lớn mạnh của gia đình mình. Ông Lâm đã trừ khử các đối thủ của mình ngày một nhiều. Hình ảnh Bộ trưởng Bộ Công an đầy quyền lực, người được xem là đang nắm quyền chủ động trong chiến dịch đốt lò, khiến các đối thủ phải e ngại. Tác giả dẫn nhận định của giới truyền thông, xem ông Lâm là người nhiều khả năng trở thành chủ tịch nước tiếp theo, coi đây là bước đệm để ông trở thành tổng bí thư vào năm 2026. Nhưng điều đó không cần thiết và đặt ra câu hỏi, vì sao ông Lâm lại muốn làm chủ tịch nước? Tác giả cho rằng, tuy chủ tịch nước được xem là một vị trí mang tính lễ tân, nhưng lại là một trong tứ trụ. Nếu chủ tịch nước chọn sử dụng quyền lực và ảnh hưởng của mình thông qua mạng lưới những người được bảo trợ, thì vẫn có thể là một vị trí quyền lực, như nhiệm kỳ của ông Lê Đức Anh 1992-1997 và ông Trương Tấn Sang 2011-2016 đã chứng minh. Tuy nhiên, tác giả cho biết Bộ trưởng Bộ Công an có một thứ mà chủ tịch nước không có, đó là quyền điều tra. Tóm lại, ông Lâm không cần chức chủ tịch nước để làm bước đệm cho việc trở thành tổng bí thư. Ông ấy có thể sử dụng vị trí hiện tại của mình để giữ cho các đối thủ phải ở thế phòng thủ. Tác giả nêu một ý kiến trái chiều với số đông rằng, chúng ta cần xem xét một giả thuyết thay thế, đó là ai đó đã hạ bệ ông Thưởng, buộc ông Lâm phải vào chức chủ tịch nước. Nếu ông Lâm bị buộc phải rời khỏi Bộ Công an, trong khi người kế nhiệm mà ông dày công ươm trồng không được lựa chọn, ông có thể dễ bị tổn thương về mặt chính trị trước những cáo buộc tham nhũng. Tác giả kết luận, bằng việc vũ khí hóa chiến dịch tham nhũng, ông Trọng đột nhiên không thể kiểm soát chiến dịch này, dẫn đến việc hạ bệ cả đối thủ lẫn đệ tử của mình. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin Điều gì đang xảy ra trên chính trường Việt Nam. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết, cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ Thời báo.d.